Xin chào tất cả các bạn. Trong series Nhịp sống quanh Hồ Tây, hôm nay kênh muốn giới thiệu với các bạn tập 2 Hồ Tây mùa thu. Lúc này chúng ta đang bên Hồ Tây phía đường Thanh Niên, tại một vườn hoa nhỏ này có rất nhiều xe hoa, tức các loại hoa như hoa cúc vàng, cúc họa mi, hoa thạch thảo, hoa hồng vàng, hoa cải trắng, vân vân. Đặc biệt bên cạnh hai chiếc xe hoa sát với hồ, rất nhiều cô gái trẻ quần áo lộng lẫy từ truyền thống đến hiện đại đang cùng nhau chụp cho mình những bức hình đẹp, nhưng ngầm định là cùng nhau khoe sắc với hoa. Rau khô, rất đông những người tập thể dục buổi sáng như đạp xe hoặc chạy bộ, ngồi nghỉ chân uống nước chuyện trò, mà mọi người thường hay nói đùa là chém gió Hồ Tây một đặc sản. Lúc này nắng đã lên, rải một ánh sáng bạc trên mặt Hồ Tây, đã thu hút những người chụp ảnh chuyên nghiệp đang ghi lại những bức hình Hồ Tây mùa thu. Tây phía đường Thanh Niên này hoạt động rất là nhộn nhịp các bạn ạ. Người thì đạp xe, kẻ thì đi bộ, người thì bán hàng, mưu sinh thêm với đủ dạng mặt hàng, thu hút cả những du khách nước ngoài nhìn xem hàng hóa có gì. Đoạn này tập trung rất nhiều người ngồi uống nước và chuyện trò. Hai chú cún con đang tranh thủ đùa nghịch khi chủ của chúng đang ngồi nghỉ ngơi uống nước. Đối diện với đường Thanh Niên là nơi Hồ Tây đặt hai con rồng gốm sứ với đặc trưng nghệ thuật của thời Lý. Rất nhiều người yêu thể thao đang đạp xe buổi sáng. Tại đây có rất nhiều người cao tuổi trong hội múa dân vũ, đồng phục là những chiếc áo cờ đỏ sao vàng, đang tập luyện để chuẩn bị đón ngày lễ của đất nước là ngày mùng 2 tháng 9. Hồ Tây đâu đâu cũng thấy người luyện tập thể dục thể thao, người đi bộ, người đạp xe, còn những người cao tuổi thì tự luyện tập trên ghế nghỉ tại
các vườn hoa nhỏ này. Trước hai con rồng là điểm check-in nổi tiếng của Hồ Tây, của Hà Nội, với đủ mọi lứa tuổi, mọi thành phần. Thể dục thể thao buổi sáng hay là đi du lịch tới Hà Nội, tới Hồ Tây. Tạm chia tay nơi đặt hai con rồng và vườn hoa Lạc Long Quân, chúng ta đến với Đầm Đông, nơi có dự án cải tạo phục hồi phát triển loại sen bách diệp nổi tiếng của Hồ Tây. Lúc này đã là cuối mùa sen, song bởi những bông hoa sen bách diệp thường lớn hơn những bông hoa sen thường và có mùi thơm đặc biệt hơn, do vậy vẫn thu hút rất nhiều du khách cũng như những người tập thể dục buổi sáng chọn đây là một điểm dừng và để check-in những bức hình đẹp, cũng như muốn lưu giữ lại mùa thu Hồ Tây cho riêng mình. Cuối cùng, trước lúc chia tay, kênh mong rằng những ai yêu thích đề tài hãy nhanh tay đăng ký ủng hộ kênh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.